các bạn, mình là Mai Quy, đang đứng đây dựng bán rất là nhiều cây ở hội Hoa Xuân ở thị trấn Liễu Đề ở Nam Định. Đây mời các bạn cùng xem và cùng đi tham quan cùng Mai Quy là những quan cảnh bán tại hội Hoa Xuân này nhé. Rồi đây là những cái cây kiển các bạn. Đây là hoa hồng. Đây là những cây thuần hóa. Rất là nhiều hoa hồng. Mình thấy hội chợ này rất là nhiều người thích hoa hồng rồi ha. Các bạn cùng đi với Mai Quy để coi là hội hoa xuân này bán những cây gì và có những cái gì đặc sắc và đầu năm người ta mua cây gì để đem đến sự thịnh vượng may mắn cho dương và ngôi già và mọi người xung quanh. Bởi vì về thì thường họ hay trồng những cây này, những cây ăn trái tại trước ngôi vườn, vì ở đây rất đâu chẳng thấy đâu vậy, mỗi người đều có một cái ngôi vườn, một cái khu cảnh trước mặt nên sẽ có trồng cây ăn trái, cây kiển, cây bonsai và bây giờ là hoa lan rất là nhiều, nhiều người trồng để đem đến cái cảnh quan cho ngô vườn và cho gia đình chơi. Quần áo thoải mái to như con kiến, bé như con voi, cũng chỉ có 75 phút. Mùa xuân rất là tươi vui. Thấy chú ý là từ đó thì mình chưa đi chợ này, nhưng mà mình chú ý là lượng người mua cây kiển, trồng kiển có thể những khi còn nhiều hơn là cây ăn trái đây các bạn. Tức là bây giờ đời sống người ta đầy đủ hơn thì chú trọng đến những cây kiển. Đây là những cây kiển, chỉ có duy nhất có một cây ăn trái là cây vú sữa thôi. Đây, hoa hồng đẹp. Mai à? Mai lan. Mai đỏ, mai nhật. 60.000 cái còi vô liền nhé. Mấy năm rồi? 100 một bó thôi. Cái này làm gì?
là nhiều các bạn. Bác chở hoa hồng, chậu ba chậu hoa hồng. Bác trồng hoa hồng mình thấy đẹp lắm. Rất là tốt, khí hậu hợp, bông rất là nhiều. Lấy cái đấy. Đây một cây này nha. Gì đâu đang cày nó. Cái bả đấy bao nhiêu giờ ngọc điểm này là bác? Hả? Bao nhiêu giờ? 300 giờ. Còn cái trụ này nhiêu bác? Cái này 800. Cục này 800. 800. Cái này ngọc điểm rừng nên bông của nó màu tím trắng. Cái này tím trắng. Ông muốn mua màu khác ông phải mua ngọc điểm Thái á. Hả? Giờ 300 giờ bà ngủ 800 đây các loại sim sòi củi da xanh không một sim sòi sao ta có nghĩa là trái này nó lai sòi à đây là cái trái nó giống như trái sòi rồi sim sòi đây là bưởi da xanh chanh tứ quý bưởi diễn bưởi đỏ lưỡi giác chanh đào cam na thái ngoài ra là các loại chanh ảnh trưng bày. Đây mình thấy có cái bức ảnh chanh này rất là đẹp này. Đào 3D chanh nổi đẹp quá. Đây một dạng như đá quý đá các bạn, dùng đá làm nên đẹp. Rất là đẹp nha.